Tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em sửa bài tập liên quan đến hình chữ nhật cho các em. Các em quan sát sang bài 62 nha các em. Bài 62 này như vậy, câu nào đúng hay sai? Nếu tam giác ABC vuông tại C thì điểm C thuộc đường tròn đường kính AB nha. Vậy thì trước tiên tôi phân tích cái bài này là đúng hay sai cho các em trước nha. Hình A nha. Đó. Tam giác này vuông ở C nha các em. Đó. Anh vuông tại C luôn nha các em nha. Kỳ dở. Đó. Mà em còn nhớ định nghĩa về đường tròn không? À, đường tròn em còn nhớ không? Là gì? Định nghĩa đường tròn là gì? Lớp 6 hoặc kỳ 1, đúng không? Tôi nhắc lại đường tròn chút xíu nha. Đó, nhắc cái đường tròn này, tôi vẽ một đường tròn để em coi này nha. Đó. Đây là đường tròn. À, đường tròn là gì? Tập hợp các điểm O cho trước một khoảng không đổi là một đường tròn tâm O bán kính R. Là tập hợp rất nhiều điểm này. À, các điểm O cho trước một khoảng không đổi. Có nghĩa là à, một khoảng không đổi. Ví dụ này là tròn số điểm này. À, tập hợp tất cả những điểm các điểm O cho trước một khoảng không đổi là một đường tròn tâm O bán kính R. Nha. Vậy thì em muốn chứng minh một điểm thuộc đường tròn rất đơn giản. Em chứng minh từ điểm đó, ví dụ là điểm C này, tới tâm của đường tròn bằng bán kính của đường tròn đó thì lập tức nó thuộc tròn. Nhớ kỹ điều này nha. Đó, làm sao em chứng minh được từ cái điểm này tới tâm bằng bán kính của đường tròn đó, vậy thì nó chính điểm đó chính là thuộc đường tròn. Còn mà em chứng minh nó không bằng thì nó làm sao em không thuộc đường tròn đó nha. Vậy người ta hỏi này, nếu mà tam giác ABC vuông tại C thì C thuộc đường tròn đường kính AB không? Trước tiên tôi xác định tâm trước nha. Tôi gọi O là tâm của đường tròn đường kính AB. Đây là tâm. Tâm đường tròn phải chia đôi đây nhé. Hai bên này bằng nhau. Đó, phải chia đôi ra ha. Em lên đo vô cho nó chọn được. Đó, chỉ đây một chút xíu. Đó, đây này. Đây gọi O là tâm. À, em quan sát nha. Mà quy tắc nè, đường tròn đường kính AB mà gọi O là tâm. À, đường tròn đường kính AB. Đây thì hai này bằng nhau, hai bán kính này bằng nhau, đúng không? Vậy làm sao em chứng minh? Hỏi C có phù hợp không? Em sẽ sao? Chứng minh CO có bằng bán kính không? Nếu mà CO bằng bán kính của đường tròn, nha, bán kính của đường tròn này hai nhau, thì lập tức có phù đường tròn nào? Nha, tôi nói CO là. Đó, trong những thuyết mình học ở bài chữ nhật đó, nha. À, các định lý áp dụng về tam giác các em, người ta nói gì em mình nhớ không? Trong tam giác vuông, đường trung tuyến hướng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền, đúng không? Vậy là đây là đường trung tuyến này, sẽ có đường trung tuyến đi qua trung điểm nè, đúng không? Đó, đường trung tuyến hướng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền. Vậy có nghĩa là đoạn này bằng đoạn này, vậy mà CO sinh ra nó bằng bán kính nào, bằng bán kính nào? Vậy điểm C thuộc đường tròn nha, đường kính nha. Vậy người ta nói nè, khẳng định sau đúng hay sai, đúng không? Nếu tam giác ABC vuông tại C thì điểm C có thuộc đường tròn đường kính AB không? Nha, đúng hay sai? Nha. Nếu tam giác ABC vuông tại C thì điểm C thuộc đường tròn đường kính AB. Đúng nha. Phải chạy đúng. Rồi tôi chứng minh cho em coi. Nha, đúng. Rồi tôi chứng minh cho em coi hoàn chỉnh nha. Đó. Như thế tôi đã nói là muốn chứng minh một điểm thuộc đường tròn thì phải chứng minh từ điểm đó đến tâm bằng bán kính của đường tròn đó thì điểm đó thuộc đường tròn. Nha. Và đầu tiên tôi gọi O nha, giải thích cho các em gọi O là trung điểm, gọi tâm, gọi O là tâm đường tròn đường kính AB, đường kính AB. Thì chắc ăn suy nó là tâm đường tròn đường kính AB mà hai chắc ăn ở đây này suy ra OA bằng OB thì bằng bán kính của đường tròn, bán kính đường tròn kính R nha các em. Em thích ký R hoặc khỏi ký cũng được nha. Đó. Nha, nó chính là bán kính của đường tròn. Rồi. Trong tam giác vuông ACO, ACB. Nha. Nha. Vuông tại C.
có CO là đường trung tính. Đường trung tính cũng mới cận về đó các em. Nha. Vậy thì câu suy ra là nào? Suy ra CO bằng OA bằng OB bằng AB chia 2. Thì bằng đường kính chia đôi ra. Mà đường kính chia đôi của ria chính là bằng bán kính của đường tròn, đúng không? Kết luận vậy. Điểm C thuộc đường tròn. Đường kính AB. Vậy thì em phải nhớ đến định lý nha, rất quan trọng nha. Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng được cạnh huyền. Nhớ kỹ được này nha. Đó. Vậy mình lợi dụng cái này để mình chứng minh một điểm thuộc đường tròn nha. Sau này sang toán hình lớp 9 cũng vậy nha. Đó, muốn chứng minh một điểm thuộc đường tròn cũng vậy. Chứng minh từ điểm đó đến tầm bằng bán kính nha của đường tròn đó nha. Đó. Rồi các em quan sát lên câu B nha. Câu B người ta nói như vậy. Nếu điểm C thuộc đường tròn đường kính AB, đây. Nếu điểm C thuộc đường tròn đường kính AB, nha. Nếu điểm C thuộc đường tròn đường kính AB, C khác A và B, thì tam giác ABC, thì tam giác ABC vuông tại C, đúng hay sai? Đó. Nhìn thấy là vuông rồi đó, đúng không em? Nhìn thấy là vuông, không? Nhìn thấy là vuông thì hẳn kính luận đúng. Nhưng mà vấn đề là phải chứng minh làm sao? Đó, phải cẩn trọng, nha. À, chắc ăn là câu B ghi đúng đi, đến nhìn tính và tôi giải thích cho các em coi nè. Nha. Nếu điểm C thuộc đường tròn đường kính ABC thì điểm tam giác ABC này vuông tại C, đúng hay sao? Giờ tôi phân tích bài ha. Là các em nhìn lên đây. Đây. OA bằng OB thì nó bằng bán kính. Tôi nói OC này. Đây cũng bằng bán kính. Đâu nó thuộc đường tròn thôi, đúng không? Đó, vậy OC, OA, OB là bán kính. Mà mình học rồi. Ở trong cái phần mà chỗ mà một số định lý cuối cùng của hình chữ nhật á liên quan đến tam giác á, nha, từ hình chữ nhật mình suy ra đấy. Trong một tam giác, đường trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy, nha, đường trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy, thì tam giác đó là tam giác vuông. Đây là chủ đề chứng minh vuông góc cực kỳ quan trọng. Có thể chương trình lớp 8 các em không áp dụng nhiều, nhưng mà câu dạy trong chương trình hình lớp 9 cách này dùng cực kỳ nhiều trong học kỳ 1 lớp 9, em cần phải nhớ nha. Đó. Trong một tam giác đường trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông. Giống như các em vừa học ở câu A, trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền. Phải không? Và trong một tam giác là đường trung tuyến này ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy. Đoạn này bằng đoạn này bằng đoạn này. Ông là AB chứ. Thì tam giác này là tam giác gì? Vuông. Đúng chưa? Đây là chủ đề chứng minh vuông khá quan trọng và rất là hay nha. Đó, ở chính dùng rất nhiều và lớp 8 cũng có luôn nha. Anh nhớ. Vậy thì các em trình bày này, ta có CO bằng OE bán kính mà bằng OB, nó tất cả bán kính của trong một đường tròn bằng nhau hết, bằng AB chia hai, đường trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy, từ đây suy ra tam giác ABC vuông tại đâu các em? Vuông tại C. À, vuông tại C thì chắc chắn nó đúng, đúng không? Phải khẳng định này đúng nha các em. Rồi các em trình bày vào. Rồi các em quan sát đến bài số 63 nha. Bài số 3 là cho hình vẽ ha. Cạnh AB bằng 10, BC bằng 13, CD bằng 15, tính độ dài x. Độ dài x chính là cái độ dài AD nè. Đó. À, tính độ dài đường thẳng có rất nhiều cách để tính ha. Các em thông thường là Pythagore này là những Pythagore đúng không? Đường trung bình đúng không? Nhưng mà bài này là một dùng một phương pháp mới để tính x nha. Các em quan sát này. Em để bài thì không có cửa nào làm được. Nha. Đó, lúc này em phải làm như vậy nè. Em phải vẽ thêm một đường vuông. Các em học bài này đang là bài hình chữ nhật, vậy thì cái khác hình chữ nhật là gì nha? Vậy em thấy một vuông, hai vuông, nó sẽ tạo thành một góc vuông. Từ B là nó sẽ kẻ một đường thẳng xuống, đặt là D ha. Đó nha. Vậy thì em nhìn cái tứ giác này nè, tứ giác này là hình chữ nhật đúng không? Thì em lên cao nha, tứ giác có ba góc vuông, một vuông, hai vuông, ba vuông là hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì các cạnh đối với nhau đây 10, mà từ đây đến đây nè, từ đây đến đây là 15. Tôi lấy 10 trừ đi 15 đấy. Có phải đây bằng 5 không? Đúng không? Con 5 có 13, dùng định lý Pythagore cho năm vuông chẵn. Tôi tìm được BH. Mà BH chính là độ dài x, tại vì chứng nhận các cạnh đối bằng nhau. Đúng chưa? Đó. Vậy thì BH là chính là độ dài x.
Bài đầu tiên muốn làm bài này em phải kể nha. Kể BH vuông góc với DC nha. Tại hát luôn. Tại hát luôn. Và từ đây các em suy ra được nè, tứ giác suy ra góc A bằng góc D bằng góc H nghe bằng 90 độ góc. Mà tứ giác có ba góc vuông, cái độ này thì nha. Nên tứ giác ADHB là hình chữ nhật. Nghe các em. Mà nó là hình chữ nhật chia là gì em? DH. Nha, DH. Hình chữ nhật các cạnh đối bằng nhau DH bằng 2 luôn. Bằng 10 cm. Nha. DH bằng 10 từ đây chia ra được tiếp tục HC. Lấy DC trừ đi DH. Em lấy 15 trừ đi 10 bằng 5 cm. Đây là áp dụng định lý Pythagore của tiền đồng nghĩa. Nha các em. Vậy thì tôi trình bày đây ha. Áp dụng định lý Pythagore. Nha. Trong tam giác vuông tên là BCH suy ra BH bình phương cạnh góc vuông bằng bình phương cạnh hiên trừ đi bình phương cạnh góc vuông còn lại. Lấy 13 bình trừ đi 5 bình 169 trừ đi 25 bằng 144 nha. Và em bỏ bình phương đi, em lấy căn 144 này, đáp số bằng 12 cm. Kết luận vậy độ dài x chính là bằng độ dài BH. Nè, hình chữ nhật các cạnh đối bằng nhau bằng BH bằng 12 cm. Các em, rồi em chuẩn bị vào. Rồi, để cho hình hình hành ABC đây nha. Hình hành thì em nhớ này, cái lợi là gì? Các cạnh đối song song, các cạnh đối bằng nhau, đúng không? Hai điểm chạm khác nhau phải chung điểm mỗi đường và các góc đối bằng nhau. Vì thế người ta mới ký hiệu này. Đó, góc này bằng góc này nè, góc này bằng góc này nè. Tôi đền số rồi, tôi tự đền số cho các em nha. Đó, góc này và góc này là phân giác nè, đây là phân giác nè, đúng không? Mà góc A và góc C tính chất bình hành. Vậy suy ra ký hiệu hai vòng. Có nghĩa là bốn khúc này bằng nhau, bốn góc này bằng nhau. Này và này. Tương tự góc này và góc này và góc này và góc này luôn. Yêu cầu chứng minh tứ giác này nè. Đây. Coi cho làm nhé. Rồi, hình chữ nhật có ba dấu hiệu. Thứ nhất là gì? Có ba góc vuông. Cái này là có một góc vuông và cái này có hai điểm chéo bằng nhau, đúng không? Bài này tôi nghĩ là chứng minh ba góc vuông. Em nhìn vào này, tôi chỉ cho phương pháp này rất là nhanh này. Nhìn này, để trên bài ha, phải có. Em nhìn bài này. Có một cái phương pháp chứng minh vuông góc này em. Em chứng minh trong tam giác nha, có tổng hai góc nhọn bằng 90 thì góc còn lại bao nhiêu độ? 90, đúng không? Đó, các em là cái vuông như gì? Các góc vuông mới có tổng hai góc nhọn bằng 90 thôi, đúng không? Cái này vuông để 90 độ nha. Vậy thì tôi lợi dụng phương pháp để chứng minh. Rồi em nhìn vô tam giác nè, A, G, B nha. Tôi lấy A2, tôi cộng B1 nha. Ta có A2 này cộng góc B1 coi là tôi chứng minh tổng là chứng minh tam giác A, G, B. Tôi chứng minh B1 cộng A2 bằng 90 cho em coi nha. Rồi suy ra góc G bằng 90 nha. Rồi em nhìn bạn A2 cộng B1 bằng A2 thì bằng góc A chia đôi. Phân giác mà, đúng không? Phân giác này, đấy, hai góc này bằng nhau rồi, góc lớn thì chia đôi, đúng không? B1 bằng góc B chia đôi. Em nhìn hình bạn em thấy cùng mẫu không? Cùng mẫu thì những mẫu cộng từ này với gì? Với nhau. Góc A cộng B, góc B bằng nhau rồi. Hai này song song nè, đây là hai góc trong cùng phía vụ nhau. Có nghĩa là góc A cộng góc B bằng 180. Mà 180 mà chia 2 thì bằng 90. Đúng không? Em nhớ nha, tôi cũng giải thích nha. Góc A cộng góc B bằng 180, hai góc trong cùng phía vụ nhau. Tại vì AD song song với BC đó, đúng không? A2 mà cộng B1 bằng 90 độ thì suy ra góc gì em? Góc G này nè. À, suy ra tam giác AGB vuông luôn. Suy ra tam giác AGB vuông tại G. Không, trong tam giác vuông tổng hai góc nhọn bằng 90 độ mà trong một tam giác mà có tổng hai góc nhọn bằng 90 độ thì tam giác đó là cái vuông, đúng không? Vuông tại G nên góc G, góc HGF luôn. Nha, tôi ghi này.
GF thôi, tao cái hát GF thôi, đang phục vụ cho cái thứ nhất này, mình nói cho thứ nhất thôi. Đó, bằng 90 độ. Em đặt đây là 1. Được rồi, 1 đã vừa rồi đó. Giờ chứng minh, nhìn thế này. Em nhìn cho cái tam giác này, em chứng minh tương tự như vậy nha. Em thử làm nha. Nhìn cái tam giác này, em thử làm như vậy cả. Vậy thì tương tự mình làm cũng vậy nha. Đó, chấm như này. Đó. Đã có, làm y lại luôn nha. Góc D1. D1 cộng C2 bằng cái gì? Rồi, góc D1 thì bằng góc D chia 2. C2 thì bằng góc C lớn chia đôi, đúng không? Đó, phân giác của góc là kia nằm giữa góc và tạo hai cạnh hai góc bằng nhau, đúng không? Rồi, cùng mẫu giữ mẫu này cùng tử với nhau, góc D cộng góc C. Mà góc D cùng góc C là hai góc trong cùng phía cùng nhau, tại vì AD song song với BC mà, đúng không? Đấy, trong 8 chia 2 bằng 90. Trong một tam giác mặt tổng hai góc nhọn bằng 90 thì suy ra tam giác DEC vuông tại đâu? Tại E. Mà vuông tại E nên góc DEC bằng, đừng đọc là DEC mà đọc là gì nhé? HEF chính là DEC đó. Đó, đọc cái phục vụ cho mình đi. DEF bằng 90 độ. Em đọc đây là số 2. Hai vuông rồi nè, thêm một vuông nữa nha. Cái này phải làm như vậy này em. Rồi, rồi mình chứng minh đây được một vuông rồi nè, hai vuông rồi đúng không? Giờ chứng minh thêm một vuông nữa nha. Rồi, lúc này nhìn vô tam giác này nè, lúc này nó khác tí thôi. Đó, em để ý nha, em nhìn lên bảng này. Đó, em nhìn vô cái tam giác này. Góc này cộng góc này chứng minh hai góc này cộng này 90. Góc này bằng A chia đôi. Góc D2 bằng D chia đôi. Đúng không? Vậy dẫn hai góc này chính là bằng góc A chia 2 cộng D chia 2. Cùng mẫu giữ mẫu cũng tương tự với nhau. Vậy suy ra hai góc này cộng này 90, suy ra đây nhiêu độ? 90. Mà đây 90 thì đây nhiêu độ? 90. Đối đều. Đúng chưa? Đó. Được chưa? Đó, vậy chứng minh tương tự nha. Lúc này nào mình tam giác nó xin nha. Đấy được nha. Không nào ta đã cớ nữa. Đó. Vậy thì mình nói nè, nhớ thôi nha, góc DA1 cộng góc D2 nha bằng A1 thì bằng A chia 2, D2 thì bằng góc D chia 2, cùng mẫu thì mình giữ mẫu cộng tử này với nhau, lấy A cộng góc D, mà A cộng góc D là hai góc trong cùng phía cùng nhau, đúng không? Vậy là bằng 108 chia 2 bằng 90 nên đó. Không thôi nhiều em không biết rồi là tam giác vuông mà chi ra góc này bằng 108 trừ đi 2 này thì 90 phải ra 90 không? Đó, tùy các em. Nên tam giác không nhỉ? Kết luận là tam giác vuông. Tam giác AD nhé. Vuông tại đâu? Suy ra góc AHD bằng 90 độ. Mà AHD bằng 90 độ thì suy ra được gì? Góc GHE bằng góc AHD đối định bằng 90 độ. Mà ngoan đối định. Hai góc đối định thì bằng nhau. Hoặc em kết luận hai đường chéo của hai đường này này vuông góc với đường này là dãy đây 90 độ cũng được luôn. Chẳng sao. Đặt đây là số 2. Kết luận đi. Từ 1, 2, 3, xin lỗi. Mà tứ giác có 3 có vuông, kết luận hình chữ nhật nha. Từ 1, 2, 3, xin lỗi. Tứ giác E, G là hình chữ nhật. Ok. Đó. Rồi, em xin mời bạn. Các em quan sát sang bài 65 nha. Cho tứ giác ABC có hai đường chéo vuông góc với nhau. Tứ giác không vẽ, nói năng gì là vẽ tứ giác thường nha, nhưng mà có hai đường chéo vuông góc với nhau. Các em được vẽ tứ giác xong rồi em nối hàng chéo vô chưa chắc nó vuông đâu nha. Vậy thì tôi khuyên các em mà nên vẽ hàng chéo vuông góc xuống nha, rồi vẽ tạo một tứ giác nha. Đó, vậy thì coi tôi vẽ nè. Đó, tứ giác ABCD mà có hai đường chéo vuông góc với nhau nha. Coi tôi vẽ nè. Đó. Đây, vuông cái vuông cầm vuông đó ha. Đây, tứ giác ABCD. Đó, kéo dài trên này ra tiếp tục. Đó.
Nhớ vẽ tứ giác lồ nha các em nha. Cẩn thận. Rồi, vẽ chân này dài đi xuống đi. Đó, nhà tứ giác ABCD. Hai đường chéo vuông góc với nhau nè. Đó. Giờ tiếp theo các em nha. Rồi EFGH lần lượt là trung điểm AB, BC. Vậy là lấy trung điểm của AB đó trước này. Là điểm E nè. Nha các em. F nha là trung điểm của BC. Đây nhà kia cũng nha, một gặp nha, hai gặp nha. Các em tốt nhất em nên đo lại cho nó chuẩn nha. Đó, nhiều lúc mình ướm ướm chưa chuẩn đâu. Nha. Đó. EFGH nha. Đây giờ này. Hiệu ba gặp cho các em. Rồi hát nó này. Đo chút xíu. Rồi. E, F, G, H này. Giờ khi hiệu này dỗ nó cho nó khác đi dùm ít đi. Cái bốn gặp nó dài. Nha. Rồi người ta yêu cầu chung với tứ giác này. Này là hình gì nha. Nói vô. E, F, G, H là gì? Rồi cái bài này em vẽ em thấy cái gì không? Không biết đâu. Quá trời nhiều đường trung bình đúng không? Đó. Đó, rất nhiều đường trung bình luôn. Nè, giờ người ta yêu cầu đây. Tứ giác EFGH là hình gì? Nha các em. Tôi nói cho các em mà đã nha, tứ giác này. EFGH là hình gì? Nha. Nhìn vô chắc ăn là mình biết, mình nhìn thấy là hình chữ nhật rồi, đúng không? Giờ chứng minh nó là hình chữ nhật rồi. Rồi, muốn chứng minh nó là hình chữ nhật thì em nhớ là hiện tại hình chữ nhật. Các em có tổng cộng có 3 dấu hiệu. Đúng không? Thứ nhất là dấu hiệu thứ nhất là cách thứ nhất này. 3 vuông. Nhà chứng minh tứ giác có 3 vuông. Cách thứ hai cũng qua hình bình hành. Nhớ không? Bình hành có một góc gì? Vuông. Cách thứ ba làm sao? Nhớ không các em? Hình bình hành. Ký hiệu này. Đó, hai đường chéo bằng gì? Bằng nhau. Đó, 3 vuông tôi nghĩ ở đây hơi căng rồi đó ha. Một vuông chứng minh mình muốn chết đó, chứng minh ba vuông cũng được nhưng mà nó dài lắm. Vậy thì tôi nghĩ mà rớt vô cách này, một là cách hai, hai là cách ba nha. Vậy thì coi tôi xử lý này, cách ba là phải nối hai đường chéo này cực lắm, bỏ luôn. Vậy thì tôi nghĩ còn cách hai đó. Vậy chứng minh ra hình bình gì? Hình bình hành. Muốn chứng minh hành dấu hiệu bình hành em còn nhớ không? Sao các cạnh nối song song, các cạnh nối bằng nhau, hai cạnh nối song song bằng nhau, hai đường chéo cách nhau là trung điểm mỗi gì mỗi được. Em nhìn nè, F có phải là đường trung bình không? Quả đáp nhắc ABC dẫn F song song với AC và bằng AC chia mấy? Chia 2 cho các bạn nhé. Rồi bài này tổng cộng có 4 đường trung bình đúng không? 4 chứng minh rất nhiều cách luôn. Rồi tương tự HG chính là đường trung bình, quả đáp nhắc ABC nè, đi qua trung điểm hai cạnh đúng không em? Đúng không? EF là đi qua trung điểm hai cạnh, quả đáp nhắc ABC là. Vậy EF là đường trung bình, quả đáp nhắc ABC dẫn đến song song AC và bằng AC chia 2. Tương tự dưới này luôn, GH cũng là đường trung bình dẫn đến song song với AC và bằng AC chia mấy? Chia 2, đúng không? Vậy dẫn hai cạnh này như nào với nhau? Cùng song song với nhau và bằng gì? Nhau. Mà tứ giác có hai cạnh đối song song với nhau thì nó là hình bình gì? Bình hành nha. Còn các em muốn chứng minh các cạnh đối song song cũng được. Đây là đường trung bình này, này song song và bằng đường này luôn. Cái này cũng vậy, là đường trung bình song song và bằng đường này luôn. Rồi, em thử chứng minh cho hình ra bình hành trước nha. Cái thông minh trên bàn ha. Mình nói là trong tam giác ABC. Trong tam giác ABC có AE bằng EB nha các em, BF bằng FC là giả thiết các em. Suy ra EF là đường trung bình nha các em. Đường trung bình của tam giác, của tam giác ABC. Nên EF song song với AC và EF bằng AC chia 2. Giới này mình làm cũng như vậy thì mình có thể thay cái cách làm đó là chứng minh tương tự. Đúng không? Đó, suy ra HG cũng song song AC và HG cũng bằng AC chia mấy? Ha. Nha. Không thôi thì chứng minh tiếp tục có gì đâu, đúng không? Chứng minh đâu đây ha. Đó, tôi số em mà muốn làm nhanh thì chứng minh tương tự. Nha, tiếp tục giờ tôi sẽ tiếp tục.
trong tam giác ADC có AH đường thẳng nối liền trung điểm hai cạnh của tam giác gọi là đường trung bình, đúng không? Đường trung bình thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh thứ ba đó. Đó suy ra HG là đường trung bình, đưa ra hình ảnh trước đi ha, đường trung bình của tam giác ADC nên HG song song với AC và HG bằng AC trên 2 là thế này ha. Từ 1, 2 suy ra theo tính chất bắt đầu EF song song với AC mà HG cũng song song với AC, vậy hai này song song với nhau đúng không? Suy ra EF song song với HG. Rồi EF bằng AC chia 2, HG cũng bằng AC chia 2, vậy thì EF lại bằng HG. Mà thứ nhất có các cạnh đối song song mà bằng nhau, có hai cạnh đối song song mà bằng nhau, kết luận là bình hẳn. Vậy thứ nhất EF GH là hình bình hẳn. Hồi giờ chúng mình ra hình chữ nhật, em để ý nha, coi được hướng dẫn này. Bài này cũng khá căng nha. Rồi, và chúng mình đã nghe nhìn cái bài này. Và chúng mình đang có một câu vuông cho em coi ha. Nhìn kỹ nào. Em thấy hai này song song hay không? Mà đây vuông thì sao? Đây làm sao? Vuông. Lý thuyết là gì? Thì nào, ở trong chương trình các bạn. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại thì nó vuông. Đúng không? Em nhìn này. Hai này song song nhau, đường trung bình chúng mình không? Mà đây vuông thì đây có vuông không? Mà vuông đây đâu đâu có thể kết luận này hình chữ nhật được. Phải vuông ở E, vuông ở F, vuông ở G, vuông H cái này chữ nhật được. Tiếp tục. Hai này song song nha. Đừng đi chứng minh đường trung bình này dễ ăn đúng không? Ý là trung điểm hai cạnh này là đường trung bình này song song này mà đây vuông thì đây sao? Cũng vuông. Mà hình thành có một cái vuông thì các em kết luận nó là gì? Là hình chữ nhật. Đúng không? Đó. Đó, chứng minh tiếp theo nha. Rồi, chấm ý mới, cứ chấm đồng hàng ra. Rồi. Là có EF song song với AC mà AC vuông góc với gì? Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại. Đó, tiếp tục chia là gì em? Đó AC vuông góc với BD đúng không? Mà AC song song với EF, vậy kết luận chia là EF vuông góc với gì? BD lại có nha, lại có BD lại song song với HE. Giải thích luôn nè, chỉ cần nói nè, vì HE là đường trung bình này các em của tam giác tên là ABD, không cần chứng minh kỹ này đấy nha các em. Lần này vậy HE là đường trung bình đúng không? Đường trung bình của tam giác ABD, vậy HE có song song với BD không? Đó. Thôi suy ra được gì? EF vuông góc với BD mà BD lại song song với HE, vậy thì EF vuông góc với gì? HE đúng không? Suy ra EF vuông góc với HE. Mà EF mà vuông góc với HE thì kết luận góc HEF bằng 90 độ đúng không? Đó. Nên góc HEF bằng 90 độ. Đặt đây là mình đặt đây là sao thứ nhất đi nha. Cũng hay là đây số 3 luôn cho nó nhanh. Gọi sao 3 4. Từ 3 4 suy ra. Có nghĩa là gì? Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật đúng không? Thế vậy. Thứ nhất EF GH là hình chữ nhật. Okay. Rồi. Xin chào các bạn.
Thank you.